Việc khởi hành hoặc đề pa ngang dốc đối với xe số sàn luôn là một bài thi thực hành khó khăn đối với bất cứ tài xế nào, kể cả là lái mới hay những tài lâu năm. Dù vậy, chân may không bằng tay quen, nếu bạn luyện tập thường xuyên và áp dụng những kỹ năng đề pa đúng kỹ thuật thì bài thi này bạn có thể vượt qua khá dễ dàng. Xe ô tô ngày nay càng hiện đại, với các xe có số tự động hoặc công nghệ khởi hành ngang dốc thì việc leo dốc quá là dễ dàng. Tuy nhiên, với xe số sàn thì điều này được xem như là ác mộng của đại đa số người mới lái hoặc ít lái. Chúng tôi xin gửi tới bạn một số cách đề pa lên dốc dễ dàng để bạn có thể thử nghiệm và chọn ra cho mình phương pháp dễ học nhất. Đối với đề pa lên dốc cao, thứ nhất, dùng phanh tay. Đề pa bằng phanh tay là cách dùng phanh khẩn cấp để lên dốc. Theo các chuyên gia kinh nghiệm lái xe, phương pháp này được khá nhiều tài xế lựa chọn vì tính an toàn và hiệu quả, đặc biệt là trong các tình huống đề pa ngang dốc cho các tay mới. Khi xe dừng lại ở dốc, tài xế cần kéo phanh tay, lưu ý là không dùng phanh chân, chuyển về số N để giữ xe đứng yên. Sau đó, lái xe có thể đổi chân từ chân phanh sang chân ga. Nếu muốn đi tiếp, tài xế vào số và nhả côn một cách chậm rãi, nhấn nhẹ chân ga, cho đến khi cảm nhận tay lái và cần số rung nhẹ. Đó là dấu hiệu lá côn đã bám, thì hạ phanh để xe có thể tiến về phía trước. Trong trường hợp này, lái xe không phải dùng đến phanh chân vì xe vẫn được giữ chắc chắn bởi phanh tay nên không bị tụt khỏi dốc. Thứ hai, dùng chân ga, phanh chân và côn. Khác với cách dùng phanh tay để giữ xe đứng yên giữa dốc, nếu bạn muốn để pa bằng chân ga, phanh chân thì chỉ giữ được xe ở giữa dốc trong tức thời chứ không thể đổi quá lâu. Cụ thể, nếu dùng xe thì bạn vẫn giữ phanh chân, nhả chân côn chậm cho tới phần tiếp giáp côn. Tương tự như dùng phanh tay, khi người lái cảm thấy tay lái và cần số rung lên thì nhả chân phanh chuyển sang chân ga. Nếu sau đó cảm giác xe tụt dốc thì điều đó cho thấy việc nhả chân côn chưa tới phần tiếp giáp. Khi đó bạn hãy đạp phanh để thực hiện lại thao tác. Nếu đã nhả phanh mà xe vẫn không chạy nhưng cũng không bị trôi thì chỉ nhấp thêm ga và sau đó nhả côn hoàn toàn. Cuối cùng là giữ chân ga cho xe leo hết dốc. Thứ ba, về côn đứng dốc. Cũng tương tự như cách đề pa bằng phanh chân, tài xế muốn khởi hành bằng cách về côn thì chỉ có thể thực hiện nếu như xe dừng ngang dốc tức thời. Với phương pháp này, tài xế tiến hành giả côn, sau đó mớm ga để xe không bị trượt dốc. Cách này không được những tài xế già khuyến cáo nên sử dụng bởi nó có thể gây mòn côn vì ma sát nhiều. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn xe bò trên đường mà không cần phanh tay thì cách này cũng thực sự hữu ích. Cần biết rằng trọng điểm của phương pháp này là dùng côn để hãm xe thay cho phanh. Đối với đề pa lên dốc vừa, với những con dốc có độ thoải khá thấp thì người lái được khuyến cáo nên leo dốc bằng cách đạp chân phanh và chân côn. Cụ thể, bạn giữ chân phanh để xe không bị trôi. Sau đó đạp côn vào gai số 1, thả chân côn chậm để tìm điểm côn. Khi xe rung lên và tiến về phía trước, nghĩa là bạn đã tìm đúng điểm tiếp xúc côn. Cần biết rằng, điểm tiếp xúc của ly hợp, tức là điểm mà động cơ và hộp số chạm vào nhau để tạo ra ma sát thông qua côn. Sau đó giữ chân ở điểm này, sao cho xe không bị tắt máy và nhả chân phanh để giữ xe dừng bằng chân côn. Sau đó chuyển chân bàn ga để đệm ga sao cho đẩy xe di chuyển. Về một số điều cần biết khi tiến hành đề pa leo dốc. Khi bạn tiến hành dùng chân côn để leo dốc, đừng ngại vấn đề rằng bạn phải thực sự hành côn. Đôi khi trong quá trình leo dốc, bạn cảm thấy chân côn rung có cảm giác như quá tải, nhưng thực tế điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến chiếc xe. Thực tế, tay mới đều cho rằng hộp số và côn ly hợp rất dễ bị hỏng nên thường không phát huy được hết sức mạnh của bộ phận này. Bạn nên biết rằng, những tay lái già đời hay những người chuyên lái xe off-road còn sẵn sàng tận dụng bộ côn hơn bạn rất nhiều bởi bản chất bộ ly hợp và hộp số không hề mỏng manh như chúng ta tưởng. Tuổi thọ của chiếc xe sẽ khó bị ảnh hưởng chỉ bởi vài lần bạn bắt côn làm việc quá mức. Vậy nên thay vì nghĩ cách giữ gìn côn, bạn nên tận dụng nó để đem lại sự an toàn cho bản thân khi leo dốc trước. Trong những lần tập leo dốc, bạn có thể lấy gạch hay cục đá bự để chèn bánh xe, tránh cho xe trôi về phía sau và bạn có thể an tâm học leo dốc hơn. Dốc càng cao thì việc đề pa bằng chân côn càng khó khăn, đặc biệt là việc tìm ra điểm tiếp xúc của ly hợp. Lúc này, bạn hãy cố gắng tìm điểm G này để thực hiện các bước tiếp theo. Nếu không quen leo dốc thì nên cố gắng tập luyện nhiều lần bằng cách sử dụng côn và xử lý các đoạn dốc từ thoải đến cao. Hy vọng sau khi xem xong video của D-Pro đã giúp bạn có những kỹ năng và mẹo cần thiết để vượt qua bài thi khởi ngang dốc đề pa ô tô khi thi sát hạch lái xe. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe D-Pro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tới cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.